Với sự thay đổi trong việc sản xuất phim cũng như cách tiếp cận công chúng, những năm gần đây, phim truyền hình Việt trên sóng đài truyền hình Việt Nam đã có vị thế khác trong lòng khán giả, không còn chịu sự lấn át của phim ngoại. Nhiều bộ phim tạo nên cơn sốt sau khi công chiếu, kéo theo sức hút mạnh mẽ của dàn nghệ sĩ thuộc vũ trụ VFC. Bên cạnh những điểm cộng về ngoại hình diễn viên, cảnh quay, cách dàn dựng, phim Giờ Vàng cũng đang đặt ra thách thức trong việc làm mới khi đa phần các kịch bản gần đây chưa có nhiều đột phá. Một yếu tố khác không thể không nhắc tới là sự nhàm chán, lặp lại của các diễn viên trên sóng truyền hình với các mô típ nhân vật cũ kỹ và quen thuộc. Trong giai đoạn 2020 đến 2023, Mạnh Trường 5 lần đảm nhận vai chính trong các phim Tình Yêu và Tham Vọng, Cảnh Sát Hình Sự, Hồ Sơ Cá Sấu, Hương Vị Tình Thân, Đừng Nói Khi Yêu, Chúng Ta Của 8 Năm Sau. Phương Oanh 4 lần thủ vai nữ chính trong các bộ phim Cô Gái Nhà Người Ta, Những Ngày Không Quên, Lựa Chọn Số Phận và Hương Vị Tình Thân. Trong khi đó, Quỳnh Quân đóng 5 phim với 2 vai nữ chính và 3 vai nữ thứ. Sự đón nhận của khán giả đối với Chúng Ta Của 8 Năm Sau 2023 cũng là một ví dụ điển hình cho việc người xem ngán ngẩm dàn diễn viên cũ, mong chờ những gương mặt mới. Có thể thấy, tại phần 1, các diễn viên trẻ Hoàng Hà, Quốc Anh, Trần Nghĩa, Ngọc Huyền nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ công chúng khi mang lại cảm giác thanh xuân, trẻ trung. Trong khi đó, ở phần 2, nhiều khán giả tuyên bố họ bỏ theo dõi phim, dù đóng chính là hai gương mặt tên tuổi, Mạnh Trường và Phan Minh Huyền. Chia sẻ về việc các diễn viên xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình, nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân cho rằng điều này có thể mang lại hệ lụy cho người nghệ sĩ khi họ bị một màu và nhàm chán với khán giả. Bà cũng cho rằng, việc dừng lại để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm sống, cảm xúc giúp vai diễn sau có chiều sâu hơn, đồng thời có thể tìm kiếm những cơ hội khác tại lĩnh vực điện ảnh. Trong khi đó, nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang nhận định đây là vấn nạn chung của phim truyền hình. Có nhiều diễn viên một lúc đảm nhận tới 5 đến 6 bộ phim dài tập, do đó, việc tập trung cảm xúc, thời gian trong quá trình diễn xuất là khó có thể đạt được. Khi sản xuất phim truyền hình có yếu tố công nghiệp theo kiểu chạy sâu thì rõ ràng việc tìm kiếm bản sắc cho diễn viên là rất khó. Đó là lý do vì sao ngày nay chúng ta thấy cách diễn xuất của các diễn viên trong các bộ phim truyền hình khác nhau, song lại rất giống nhau về biểu cảm, hành động. Đó chính là mặt trái của ngành công nghiệp sản xuất phim truyền hình. Là một trong số diễn viên tham gia nhiều bộ phim truyền hình Giờ Vàng, Doãn Quốc Đam là trường hợp hiếm hoi chưa bị công chúng chán ngán. Anh giỏi biến hóa, biết cách tạo dấu ấn riêng trong từng vai diễn, cũng không ngại làm xấu mình để hóa thân thành nhân vật.